chuyện nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền chủ động công khai chuyện đã ly hôn Chế Phong, con trai của danh ca Chế Linh sau 7 năm chung sống khiến rất nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả mến mộ ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng bởi trước khi đến với cuộc hôn nhân này, cả hai đều từng đổ vỡ và đều phải vượt qua rất nhiều rào cản để đến với nhau. Bản thân Thanh Thanh Hiền cũng là người đã đặt rất nhiều niềm tin vào vị hôn phu kém tuổi của mình và hy vọng sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Chia sẻ trong một vài buổi phỏng vấn bên lề họp báo trước đây, nữ nghệ sĩ còn thừa nhận, chỉ với ông xã Chế Phong dù có sự chênh lệch về tuổi tác và có những sự khác biệt vùng miền, người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, người sinh ra và lớn lên ở Nam nhưng đã tìm thấy nhiều sự hòa hợp. Chính sự hòa hợp này càng vun đắp thêm hạnh phúc muộn màng và giúp Thanh Thanh Hiền thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Thậm chí, cả hai cảm thấy vui vẻ khi hoán đổi vai trò, vợ là người kiếm tiền để duy trì cuộc sống, chồng làm hậu phương chăm sóc và hỗ trợ vợ ở phía sau. Trước khi yêu chúng tôi quen biết và chơi với nhau khá lâu rồi, ban đầu chỉ là chị em bình thường vì anh Phong kém tuổi tôi mà. Lúc chơi đã biết tuổi rồi, tuổi của chúng tôi hợp nhau, nhưng mà cái đó cũng không phải là điều quan trọng, phải hòa hợp thật sự chúng tôi mới đến với nhau. Có thể, anh Chế Phong thiếu những tính cách như của tôi nên anh ấy cần một người để thể hiện hộ mình, và người có thể giúp anh ấy làm được điều đó chẳng có ai ngoài tôi, cười. Còn tôi cần một người hiền lành để mà gây gớm, hai người gây gớm ở với nhau làm sao được, Thanh Thanh Hiền từng chia sẻ với Dân Trí. Từ ngày kết hôn, Thanh Thanh Hiền và Chế Phong vẫn sống với nhau ở ngôi nhà nhỏ trên phố Đào Tấn, Hà Nội. Cả hai cũng từng mở một phòng trà nho nhỏ trên phố Phan Kế Bính, Hà Nội để làm điểm hẹn với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gần xa. Cách đây khoảng 2 năm, Thanh Thanh Hiền và Chế Phong lại cùng nhau xây dựng một nhà vườn rộng rãi ở Sóc Sơn để thỉnh thoảng về đó trồng cây, thả gà, tĩnh dưỡng. Chị cũng mua một căn nhà ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để mỗi khi vào phương Nam biểu diễn có chỗ nghỉ ngơi của riêng mình. Nhiều người bảo, Thanh Thanh Hiền là người khôn, khéo và kín tiếng nhất làng nghệ phía Bắc. Chị kín lịch diễn quanh năm, cát, xê cao ngất ngường, sở hữu rất nhiều bất động sản trong tay. Nhưng chị rất hiếm khi chia sẻ điều đó trên truyền thông, chỉ những ai chơi với chị mới rõ. Thế nhưng mới đây nữ nghệ sĩ lại bất ngờ tiết lộ chị đã cho các con. Thanh Thanh Hiền có hai con gái với chồng cũ là nghệ sĩ đàn bầu Anh Tú và cho Chế Phong. Riêng căn nhà ở quận 1, sau khi chia tay chị cũng không đòi lại mà để cho Chế Phong ở dù theo nhiều người làm thế là dại dột. Chị thậm chí còn tuyên bố nếu có cần phải cho nữa tôi lại cho. Đã có người đồng hành sau khi ly hôn, nữ nghệ sĩ tâm sự rằng, nhiều người bảo chị cứ cày cuốc cho cật lực rồi dồn tiền mua nhà cửa, đất đai, nhưng mua xong lại cho hết là quá dại dột. Nhưng bản thân chị lại thấy đó là chuyện bình thường, bởi khi chị vui vẻ cho đi và người ta vui vẻ nhận chị lại có thêm động lực để cày cuốc. Khi chia tay bất kể một cuộc tình nào, tôi cũng nhận phần thiệt thòi về tình cảm lẫn tâm lý và về kinh tế, đặc biệt khi chia tay với chồng, tôi cho nhà, cho đất, cho ô tô, cho hết. Có những người không chỉ nói tôi dại trai mà còn bất bình và đau xót cho tôi. Anh Xuân Hinh còn bảo, người ngoài mà tôi còn không chịu được thì tại sao Thanh Thanh Hiền lại có thể như thế? Anh Hinh nói nhiều quá, tôi đành bảo thôi, việc đấy nó là việc của cá nhân em, trong lòng em thấy nó nhẹ thì mọi người không nên có ý kiến, còn dại hay không tự mình sẽ rút ra cho mình bài học mà chứ đâu cần người ta nói. Thanh Thanh Hiền tâm sự. Theo nhiều người bạn của nữ nghệ sĩ sinh năm 1969, sau khi phát hiện người chồng thứ hai thay lòng đổi dạ, Thanh Thanh Hiền phải trải qua một thời gian dài chánh choáng, cú sốc tâm lý khiến chị gầy hẳn đi và sống lặng lẽ hơn. Tuy nhiên, vốn dĩ tính lạc quan, lắm bạn bè thân quý, lại luôn có con gái bên cạnh nên chị đã sớm vượt qua để tiếp tục với cuộc sống mới. Ở thời điểm này, đồng hành cùng nữ nghệ sĩ trong mọi hoạt động là con gái út Thái Phương, tên ở nhà là Tấm. Cô bé từ nhỏ đã là một người bạn của mẹ vì cùng đam mê nghệ thuật. Thái Phương năm nay 19 tuổi và đang theo đuổi nghệ thuật dân tộc. Từ năm 6 tuổi, cô bé đã được học ca trù. Năm 2016, cô giành giải nhất liên hoan ca trù Hà Nội. Ngoài ca trù, cô bé còn có khả năng hát sẩm, cải lương, nhạc dân gian và chơi được đàn bầu. Nghệ sĩ Hoàng Anh Tú từng nhận xét con gái út giống mẹ ở điểm nhiệt huyết và thể hiện đam mê rõ ràng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.